Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn yêu đồ ăn tách vintage, yêu loa kèn ăn tách. Tôi mới sưu tầm được, đấy cái hàng vừa về vừa rồi đóng cái thùng gỗ ấy. Bây giờ mới khui ra được và mới có thời gian để kiểm tra và test và bảo dưỡng. Thì có được mấy cặp củ. Thì hôm nay là lên một series cặp củ, là gồm có 3 cặp củ. 802 trừ 8G. 802 trừ 8G nói chung này, nó cũng là những cặp củ lớn nhất của dòng 1 inch. Từ lực nó là lớn nhất trong dòng 1 inch, nó giống 802D, 802 trừ 8D và 802 808 trừ 8A. Đấy, nó là những củ lớn nhất của dòng 1 inch. Đây các bạn này này. À, trong này thì có hai đôi 802 trừ 8G và một đôi rất quý hiếm mà từ ngày buôn đến giờ tôi mới va được, có hai đôi. Một đôi này đôi thứ hai, đây đôi này đây. Tất cả thì đều diaphragm zin nhé các bạn nhé, đế dày viền xéo L1 rất chi là mới. Đây. Nhưng đôi cặp này nó đặc biệt là đây, nó là 16 ôm 802 trừ 16G. Đó. Đây, 802 trừ 16G. Cặp này cực kỳ quý hiếm. Các bạn cứ thử tra xem, rất hiếm. Cặp này đây này, đồng hồ là đồng hồ tôi vừa đo này, đồng hồ đây này. Đó, đồng hồ tôi vừa đo thì cặp này là đạt 9 ôm và 9,1 ôm. Còn đây là 802 trừ 8G thì có một đôi là không số, không tem này. Đôi này đi theo thùng. Thì thường thường nó không có số, không có tem. Không có tem đít. Đây, cũng là diaphragm rất đẹp. Cặp này là 6,6 và 6,8. Đấy, ôm. Đây. 802 trừ 8G. Đó. Đó. Và cặp thứ ba là cặp 802 trừ 8G, nhưng cặp này nó có tem. Đấy. Còn thấy không? Là 8 ôm. Cặp này đo là 6,9 và 7,1. Đó. Đo trên đồng hồ này. Đó. Đó. 802 trừ 8G. Bạn nhìn này. Về diaphragm này các bạn nhìn này, diaphragm tôi quay rất cẩn thận này. Đấy, râu riếc thẳng căng. Tất nhiên là diaphragm này cũng có cái nó có vết cấn móp nho nhỏ đấy, chứ không phải là nó mọng căng tuyệt đối đâu. Nhưng mà với cái mức độ như vậy thì là chấp nhận được, bởi vì nó cũ, nó mấy chục năm rồi, ít nhất nó cũng phải là 45 tuổi đến 48 tuổi rồi, thì như thế là mình chấp nhận được. Đấy, đây diaphragm này cũng vậy này. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, bạn thấy không, đẹp không? Đấy. Đấy. Bạn nhìn là quay quay thật từ từ cho bạn xem. Đó. Đó. Đấy, quý nhất là cái đôi 802 trừ 16G là cực kỳ quý hiếm. Cấu hình lắp cho có cặp 4 802 trừ 16G này, nó là 16 ôm, thì lắp cho tất cả những cặp bát 16 ôm. Ví dụ như 416A, 416Z, 416 trừ 16Z hoặc 515B cũng được. Đó, nhưng nó là 16 ôm thì oánh tiếng rất hay đấy. Đấy, còn những cái cấu hình 8 ôm này thì các bạn biết rồi, lắp cho A7. A7 500, A7 800, ví dụ như là lắp cho 416 trừ 8B, lắp cho 416 trừ 8A hoặc 416 trừ 8Z. Vân vân. Đó. Tất cả những củ này nó đều là những củ sân sần các bạn ạ. Đây này, sân sần. Đấy, tí nữa sẽ nhắc lên. Về 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 cơ bản nói chung ấy, thì tất cả những cặp củ từ xưa đến nay về các bạn ạ, thì để mà nghe luôn thì rất ít được cặp củ đạt được cái tiêu chuẩn chất âm nó
đạt được cái chất âm nó đảm bảo. Nên thành ra cặp nào về tôi cũng phải kiểm tra. Thường thường là nếu như ấy, những cái cặp củ mà về mà nó mới lắm ấy, mà tháo thùng ra ấy, mà các bạn cứ bình tĩnh để nghe tôi nói nhé. Đây dây thử tôi thử đây, thì tôi sẽ tí sẽ test cho các bạn thử. Thì các bạn cố gắng nghe tôi nói thì các bạn sẽ hiểu cách chơi, và mình chia sẻ kiến thức thì các bạn sẽ nắm bắt được cái cơ cấu cơ chế làm việc của nó, thì mình sẽ set up được cái bộ loa nhà mình nó sẽ hay. Đó, và mình biết tìm mua ở đâu những loa thật, tìm mua ở đâu những loa zin, và do zin phải làm như thế nào nó mới hay đó, chứ không phải đơn giản là cứ zin. Như tôi đã nói rất nhiều lần là cứ zin mua bên Mỹ bên Nhật, cái chuyện zin mua được là khó, đã là khó rồi. Thế nhưng mà mua zin về mà nghe ngay thì hiện tại từ trước đến giờ tôi chưa chấp nhận được một cái cặp nào mua về mà tôi có thể bỏ tôi nghe và ưng ý tai tôi được cả. Tất nhiên là đại đa số thì nó đều có tật, cái tật nho nhỏ không ở củ thì ở diaphragm, thì về bắt buộc mình phải xử lý ở củ hoặc ở diaphragm. Thế nhưng mà có những cái cặp củ mà mua về nó không bị làm sao cả, vẫn nghe tốt, nhưng mà tai cái thước tai thước thước đo của tai tai tôi nghe thì tôi thấy nó vẫn cứ đần đần. Sau khi tôi bảo dưỡng lại thì nó sẽ tươi hơn, tiếng nó động, tiếng động tốt hơn, tức là độ động tốt hơn, nó nhạy hơn. Đấy. Thế nên ra là bắt buộc là hàng đấy, vừa rồi là về tôi quay cái thùng ấy, cái thùng mà có 4 cặp bát ấy, nhưng cả một ít cặp củ dắt ở trong này, cái thùng gỗ ấy. Bây giờ tôi mới khui ra được, và bây giờ tôi mới bảo dưỡng xong rồi đấy, 3 cặp củ đấy rất lâu. Riêng 3 cặp củ này tôi bảo dưỡng xong đấy, xong rồi tôi nghe thử test thử rồi chuẩn rồi, tôi phải chạy già trơn. Ví dụ như những cặp củ tôi chạy già trơn chưa được lâu lắm, mỗi cặp củ tôi chạy già trơn được có vài tiếng thôi, 4-5 tiếng thôi, nhưng mà vẫn phải chạy già trơn tiếp để cho nó trơn tru mượt mà hết đi, thì giao cho khách mới yên tâm. Thực ra là cũng đang rất có nhiều khách đặt rồi, nhưng mà thực sự ấy là không yên tâm, chứ không phải là bây giờ không yên tâm mà ra cho người ta về người ta nghe không hay. Mặc dù mình bắt đầu zin thật nhưng không hay, người ta cứ thắc mắc, người ta gọi điện, người ta bảo ơ em ơi, ơ anh ơi thế này, ơ anh ơi thế kia, rất mệt. Nên ra là tôi không ra, tôi phải kiểm tra qua cassette của tôi chuẩn, đạt được mức độ chuẩn nhất của nó thì tôi mới giao. Nên rất nhiều anh em đang muốn lấy những cặp củ này nhưng mà chưa xong là tôi chưa ra. Đó. Tính tôi là như vậy. Thế thế nên là làm. Về thường thường là hôm nay tôi nói sâu hơn về cái vấn đề về 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 cái diaphragm này. Đây, hay hay không hay ở cái củ này thì cái diaphragm này nó là linh hồn của cái cặp củ. Đó, linh hồn của cái cặp củ. Thì thường thường những cái diaphragm này nó có 2 loại. Zin rồi thì loại này nó là cốt bằng giấy, và một loại cốt bằng 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 nhựa. Cốt bằng nhựa này thì ổn định hơn nhé, cốt bằng nhựa để ổn định hơn. Dù cốt bằng nhựa hay cốt bằng giấy thì cặp nào về tôi vẫn cứ phải kiểm tra, và thứ nhất vệ sinh bằng dung môi cuộn dây sạch sẽ, vệ sinh bằng dung môi cuộn dây sạch sẽ, sấy khô mấy ngày, nếu mà thời tiết mới mà rồi ẩm ấy là tôi không làm được, nên nó cứ phải chờ cho thời tiết, phải thời tiết khô và phải sấy khô mấy ngày xong, để cho nếu như cái cuộn dây này lâu năm nó có bị thẩm thấu hơi ẩm, nó có bị cái lớp cách điện của hãng này nó có bị xuống cấp qua đánh lóng lóng này, qua dao động nó lứt, nó ngấm hơi ẩm ở đây, thì tôi đã vệ sinh bằng dung môi và tôi sấy khô kiệt đó, thì là nó sẽ không còn hơi nước nữa, và tôi sẽ dưỡng lại một lớp sơn cách điện tuyệt đối mỏng, rất mỏng, mỏng nhất có thể, trong suốt không màu lên cuộn dây này. Nếu như cái cuộn dây nào đó mà nó đang bị ví dụ như oxy hóa hay đang bị lấm mốc, thì khi tôi vệ sinh xong bằng dung môi xong thì nó sẽ hết cái đã, hết cái đấy rồi, và tôi tráng qua một lớp sơn cách điện không màu mỏng lên trên cái cuộn dây này, thì đương nhiên là nó sẽ phủ lên, và cái chuyện oxy hóa cuộn dây hoặc là lấm mốc cuộn dây chắc chắn là nó sẽ phải ổn định trong vòng khoảng 5 năm.
Đấy, 5 năm. Đấy. Và cái cuộn dây bằng lõi giấy này nó rất hay có tật là khi để lâu ở bên kia nó ít ra những cuộn dây này phải mấy chục năm rồi, 4 5 chục năm rồi, là nó không ổn định. Ở Bắc Lễ tôi nó không ổn định so với cuộn dây bằng 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 nhựa là như nào. Cuộn dây bằng nhựa này thì nó không có thấm thấm nước đấy, thì nó sẽ không có lở, nó không bị sắt cốt. Nhưng cái cuộn dây bằng giấy này rất chi hay bị hãng làm ấy, là cái lớp xương cách điện trong này lâu năm ấy là nó sẽ bị kém đi đấy, và nó sẽ ngậm nước, ngậm hơi ẩm ở trong này nó sẽ lở ra và lắp vào nó sẽ chạm côn và sẽ sinh ra sắt cốt lóng cuộn dây. Và có nhiều cuộn dây nhé, tôi về tôi bảo dưỡng lại thì độ ôm nó tăng lên, bởi vì là bản thân cái cuộn dây này đang ẩm, nó đang có hiện tượng mốc, đang có hiện tượng hơi oxy hóa chẳng hạn đấy, thì kiểu gì kiểu nó sụt đi 0,0 mấy ôm đấy. Thế khi bảo dưỡng sạch sẽ sấy khô và tôi tráng một lớp sơn cái điện không màu thì đo ôm nó tăng lên một tí, thì đương nhiên là chạy nó sẽ nhẹ hơn và đảm bảo hơn đấy. Tôi kỹ càng tôi làm qua bàn tay của tôi làm cẩn thận đến như vậy, nên ra khi test xong một cặp củ này nó rất lâu, rất rất vất vả đấy. Và ok rồi tôi mới giao cho khách. Thực ra là trông nó đơn giản như vậy thôi đấy, các bạn nào có điều kiện thì các bạn cứ về các bạn tháo ra các bạn làm thử. Nhưng mà thực ra làm cái này ấy, tôi chia sẻ về cái chuyện góc góc xử lý, có cái bị trên diaphragm, có cái bị trên củ thân củ này, thì mình là bị trên trường hợp nào thì mình xử lý để làm sao mà tiếng nó ngọt, nó tròn trịa ngọt trong vắt, không có rè, không có tiếng ong kêu, không có tiếng ve kêu ở trong đó. Thế nhưng mà cũng có trường hợp ấy, tôi đã gặp mấy cái ban rồi, tôi xử lý càng chục ngày không hết, xử lý bằng cách nào không hết, mà đã là động vào cái này ấy thì không thể ẩu được. Ví dụ một người thợ mà sửa chữa bất kể một cái máy móc nào đó, thì khi cái máy đó nó bị một cái bệnh, nếu mình không sửa được thì nếu mà đúng về góc độ nhân văn ấy thì mình trả về nguyên bản nó cũng phải là một cái bệnh thôi. Nhưng thường thường ấy là các bác thợ nhà ta nhiều, tôi bị đi sửa nhiều cái âm ly hay cái đầu không sửa được, về cái âm ly của cái đầu của tôi sẽ bị hai ba cái bệnh thêm theo, tức là không sửa được làm hỏng thêm. Thế bây giờ trong trường hợp này thì sao? Không sửa được phải giữ nguyên, chứ không thể nào không sửa được mà lại làm hỏng thêm. Bởi vì tại sao? Đây này, trong lúc đang làm chỉ cần căng thẳng một tí, động tay vào đây, cái đèn nó bẹp, nó hỏng thêm rồi. Đó. Rồi là động tay vào cuộn dây này, nó xô cuộn dây, là hỏng thêm rồi. À, cái hỏng thêm này nó đáng là bao nhiêu đúng không? Chỉ là hai bữa bia lớn thôi, một bữa bia là khoảng 1,5 triệu, mà hai bữa bia là 3 triệu một cái này. Ừ, nếu như nó hỏng, bỏ ra 3 triệu mua một cái diaphragm này thay vào đây thì dễ quá. Nhưng mà bạn ạ, nếu như chẳng may căng đang làm như này mà căng thẳng nhá, mà mình chưa khắc phục một cái bệnh mình đang xử lý, cái bệnh nó có đó tồn tại, và mình lại chạm vào hỏng thêm xô cuộn dây thì sang bệnh thứ hai rồi, thì không có mua, có bỏ 3 triệu cũng không mua được cái cuộn dây này để mà thay vào. Thành ra cái cặp củ đó là cứ dắt ở trong nhà, đi ra đi vào nhìn là ngứa mắt, chứ không phải dễ mua. Tức là cái diaphragm này không có bán. Mà thường thường như tôi vẫn nói với bạn là cái củ này nó mới là sẵn. Cái củ này nó mới là sẵn. Đó. Đó, chứ không phải là cái diaphragm sẵn. Vì là ngày xưa hãng nó sản xuất ấy cũng là cái củ này và cái diaphragm nó đi với nhau, nhưng mà sau này cái diaphragm nó mỏng manh, nó hỏng nhiều hơn thì thành cái củ nó thừa ra. Tất nhiên là hãng người ta cũng sản xuất những cái diaphragm để thay thế, nhưng bây giờ hãng đã không còn tồn tại nữa rồi, thành ra cái diaphragm này cũng không có diaphragm cổ để mà thay theo, nên thành ra là chỉ có chờ ai đó mua bán, ai đó bán thì rất khó. Mà bây giờ bảo là giá trị nó là 3 triệu một cái, 6 triệu một đôi diaphragm này, hỏng có 3 triệu một cái thôi, tội gì đau đầu thay, nhưng mà nó mua đâu ra mà thay, không có. Thế ra mà không có thì nó cứ vắt ở trong nhà mình không bán được, thành ra là nhìn đi qua đi vào nhìn nó ngứa mắt đấy. Đấy nó đã có cái trăn trở như thế, nên ra các bạn không phải là đơn giản một cái cặp củ loa mà để làm được nó lên ngon lành đấy, nó như thế này được mà đơn giản. Thực ra mua 9 bán 10, tôi đánh bên Nhật, tôi đánh bên Mỹ đúng không, tôi về tôi bán, tôi lãi, tôi bán là có bán là bán.
đo ôm 7 ôm mà lắp cho khách xong, thế thì dễ quá. Nên như thế thì về khách hàng lại loay hoay, cứ tại sao tiếng vẫn chưa ổn, tiếng vẫn có vấn đề gì đó, ghép mãi không ra. Thì nó ở chỗ nào, kể cả củ bát hay củ tép, củ kèn này cũng vậy thôi. Mà nó bụi bệnh củ kèn này rất hay bị. Đấy, các bạn chịu khó nghe tôi giải thích nhé, tôi chia sẻ nhé. Bởi vì là nghe nó hơi dài thì hơi khó chịu, thì bạn chia sẻ thì sẽ có kinh nghiệm. Đây là tôi va vào rất sâu ở trong cái lĩnh vực này, nên tôi mới, mới chia sẻ cho các bạn nắm được. Thế thì thử một cách nào, thì các bạn chỉ cần thử rút một cái dây loa ở đít đi ra, các bạn thử vào đây được bạn volume vừa phải trên một củ kèn các bạn, và bạn thử tiếp củ kèn bên kia, nếu như tiếng nó tròn thì thôi, nhưng nếu tiếng nó rè hoặc nó è nó kêu là có vấn đề rồi, là phải đi bảo dưỡng. Đó, nó như cái xe máy cái ô tô mình mà thôi. Đó. Nên ví dụ đang nói về tôi mua 9 bán 10 đúng không? Tôi về tôi lắp cho khách, à tôi mua bên Mỹ về, tôi mua bên Nhật về nguyên bản như thế nào, tôi chuyển cho các bạn như thế luôn. Tôi thật sự các bạn, tôi không thể chấp nhận được những cái củ về mà với cái tai tôi mà để mà nghe và chuyển luôn cho khách, thì tôi không thể chấp nhận được cái chất âm của nó. Thế bắt buộc tôi phải bỏ bổ ra. Bổ ra mất rất nhiều công sức mà tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Chẳng may va chạm vào những cái diaphragm này là nó hỏng. Thế bây giờ nó đang bị một bệnh mà mình lại làm thêm một bệnh thứ hai nữa thì có phải là ăn đòn không? Đúng không? Thế thì cũng có những trường hợp mà tôi có những củ cặp củ trước đây tôi làm nó không ra, tức là lắp kiểu gì ngắp đảo chéo đủ các kiểu nó vẫn cứ bị rè, soi lên kính lúp để xem màng nó bị vỡ dập ngầm ở trong cũng không bị, soi bên trên đèn cũng không bị, thế nhưng cái nắp vào nó bị rè. Thế bây giờ không làm được, căng thẳng quá các bạn ạ, vứt đấy, 2 3 ngày sau làm lại cũng không được. Nên lúc lúc nhá, tôi nói thật, có những cặp củ trước đây tôi làm không được, đi qua nhìn thì nó sợ. Đấy các bạn ấy, nhìn nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, nhưng rất khoai, không phải đơn giản đâu. Chứ không phải nghĩ mà đơn giản đâu. Đơn giản như thế này thôi, nhưng mà rất khoai. Đây nó cứ rè, cứ lắp vào nó cứ rè, không thể nào sửa hết được cái rè của nó. À, thế mới điên chứ. Thế mà bây giờ nó cứ nằm chơ lơ trong nhà mình, là đi ra đi vào nhìn thấy nó khó chịu. À, thế mà, thế đến khi tại sao? Đến khi đêm nằm rất nhiều đêm nằm trăn trở và suy nghĩ cách làm và phương án làm, và nó bị như thế thì nguyên nhân tại sao, và bắt đầu khi tìm ra được cái bệnh của nó và xử lý được cái bệnh đó của nó, thì thực sự các bạn ạ, mình lại chiến thắng được một cái sườn dốc cao. Mình thấy mình thoải mái, mình thấy mình rất phấn khích khi mình xử lý được một cặp củ mà nó khó như vậy. Với tôi thấy là khó, còn không biết là với những người khác có thể là người ta cho nó là đơn giản, nhưng với tôi hàng tuần có cái củ nhá, trước đây va vào nửa tháng không làm được, nó vẫn cứ rẻ, lắp ra nó vào vẫn rẻ, lắp nhiều quá vào nó còn hỏng cái diaphragm đi, nên ra là rất tránh chạm vào cái diaphragm này, thế nên ra là mà tránh trường hợp là sinh ra bệnh thứ hai. Đấy, một bệnh chỉ xử lý một bệnh mà bây giờ mãi không tìm ra cái bệnh đó, động vào xâm lấn vào những cái xung quanh của nó bẹp méo, nó xô cuộn dây, nó méo thêm cuộn côn thì còn khó khăn, còn vỡ mặt nữa. Nên thành ra là tôi đã có những cặp cổ. Đấy, hôm nay chia sẻ sâu thêm các bạn về lĩnh vực này, là để ở đấy nhìn đi ra đi vào, nhìn thì nó sợ, nhìn thì nó giật mình, bởi vì là nhìn nó như là ma ám ấy, rất sợ, vì là làm mãi không hết, trong khi mình chiến thắng được nó, mình làm được nó để nó kêu tròn trịa thì mình thấy cực kỳ sung sướng, mình vượt qua được, mình đó là thêm một mình một cái kinh nghiệm nữa đó. Thì hôm nay tôi chia sẻ sâu thêm về cổ kèn nói chung của anh Tech khi mua về. Đấy, khi mua về không đơn giản lắp lên chơi ngay, mà không đơn giản là mua về 10 triệu à về rồi anh ơi khách đến 11 triệu bán luôn, không đơn giản như vậy. Nếu nếu đơn giản như vậy thì dễ quá, mua bán mua 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 một bán mua à, mua mua chín bán 10 như thế thì dễ quá. Thế trong cái này nó phải có sự đam mê sâu về những cặp củ này, và phải có nghề các bạn ạ. Đến khi giao cho khách hàng mình cảm thấy mình rất yên tâm, bất kể gặp củ bát hay củ kèn này mình thấy yên tâm đó các bạn, yên tâm tuyệt đối. Còn bây giờ ông nào ông kiện em ơi à thế này à thế kia thì chỉ là văn vở hết. Còn khi mình đã nghe test thử ở nhà tôi, củ nào tôi nghi ngờ test hàng 10 tiếng hàng ngày, còn củ nào tôi thấy ngon rồi test 3 4 tiếng 5 tiếng là ngon rồi, thì không bao giờ có trường hợp nào ABC xảy ra đó. Đó.
Nên ra là những cái cặp cụ này nó có một cái tật là cái cốt giấy là lâu năm nó sẽ lở đấy nha, các bạn nhé, nó lở, nó ngấm hơi ẩm, nó lở thì phải có cách khắc phục, tôi có cách khắc phục của nó lở ra nó sẽ chạm với cốt của nó đấy. Thường thường là hay bị đấy, còn những cái cặp cũ mà nó chạy A808 trừ 8A này này, nó cải tiến này, nó bằng chính ra cái diaphragm viền phíp này, côn nó bằng nhựa này thì lại không bị này. Rất chi là tròn, ăn ngay, nắp phát ăn ngay. Đấy, còn những trường hợp nào nó sẽ bị ở nam châm thì mình xử lý trên nam châm, còn những trường hợp nào bị diaphragm lấn chỉnh thì mình lấn chỉnh trên diaphragm này. Ok, đã đến phút thứ 21 rồi, hôm nay nói thao thao bất tuyệt với các bạn, và bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn nghe thử. Nhưng cũng đã, các bạn đã nghe rất nhiều trên clip của tôi rồi, là những cái cặp củ 802 trừ 8G này. Đây, một cái cặp củ tôi nhấc lên cho các bạn xem nhé, 802 trừ 8G này. Đây. Đấy, sơn sần này. Đấy, củ lạng sơn sần, màu ghi sơn sần đẹp như này. Đó. 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 Tôi sẽ test thử cho các bạn nghe thử qua những cặp củ tôi vừa mới bảo dưỡng để tôi giao cho khách. Đấy, khách người ta đặt cũng lâu rồi, bây giờ về là xong là tôi qua làm YouTube này và tôi sẽ giao cho người ta, yên tâm như là tôi giao người ta thì mình thấy yên tâm lắm. Đó. Đấy, bây giờ tôi test thử cái cặp này nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái lời ở lên nó tròn, nó ngọt như vậy, nó không có tiếng rè, không có tiếng è thì kèm theo. Đấy, và tôi có rất nhiều cái đĩa hay để thử test lên, nhưng mà bây giờ thì không thể nào test lên bừa bãi được, bởi vì các bạn thông cảm nhé. Vì là YouTube bây giờ người ta cái quyền bản quyền tác giả rất chi là làm ngặt nghèo. Vừa rồi YouTube ấy cách đây khoảng mấy hôm rồi họ mới reset lại và người ta mới cài đặt lại ấy. Là tôi có thử như này thôi mà đã bị mấy bài của tôi là bị khóa, là vì vi phạm quyền tác giả đó, mà tôi không bật kiếm tiền mà còn bị như vậy. Nên là thành ra là phải thử đi thử lại ba cái đĩa cũ thôi của tôi, rất nhiều đĩa hay đĩa test hay, nhưng mà thử lên thì hay bị cái quyền tác giả đấy, nên là nó khóa lại, nó không cho xem, nó không cho bạn xem được, nó ẩn đi. Thế đây tôi tiếp tục tôi thử cổ này, Rồi tan trên hàng mi, bạn thấy không? chợt khi mình tất cả đều tiếng giống nhau. Tiếng nó rất long lanh mà nó này là trong mà long lanh mà tiếng nó dày, các bạn thấy không? Này, tiếp tục cái này nhé. Đây là cái ngón đàn nó trong vắt. Đây là hai cặp củ này là hai cặp củ 8 ohm. Còn cái cặp củ trên đây kìa. Ở trên kia là cặp củ 16 ohm kìa. Đó 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 đó, củ 16 ohm là 288 trừ 802 trừ 16G. Đây tôi vào tôi thử cái 16 ohm này. Tất nhiên là thử ở đây thì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, còn tôi đã test rồi,
thì chắc chắn cái cặp 16 ohm kia nó hay hơn cặp 8 ohm. Cái cặp 16 ohm nhé, nếu mà thử cùng công suất thì cặp 16 ohm kêu nhỏ hơn, bởi vì cuộn dây nó dài hơn, nó dài gần, nó coi như là gấp đôi cuộn dây 8 ohm nên tiếng nó nhỏ hơn, nhưng nó đĩnh đạc hơn, nó vững hơn, tiếng nó sâu hơn. Còn cái tiếng của 8 ohm này cùng với vô mức volume như vậy, tiếng 8 ohm nó toét ra luôn, nó lớn hơn. Đấy. Nhưng mà đấy đấy là mình so sánh, có để so sánh, còn đứng một mình thì không có đối thủ. Đứng mình thì củ nào cũng không có, kể cả là củ 806A, 806 trừ 8A cũng là rất hay. Không có đối thủ. Đấy, tôi thử tiếp tục thử 808 trừ 16G. 802 trừ 16G. Đó, đó là cặp 16 ôm đấy, còn đây là cặp 8 ôm này. Đấy, tiếng tiếng 8 ôm nó to hơn. Đấy, tiếng to hơn. Đấy, nó hát nó xuống sâu lên như vậy thì các bạn biết được là nó giải nó xuống như thế nào. Ví dụ như là cắt về 500 cũng được, hoặc là cắt là kèn 511. Đó. Thế tại sao tôi lại thử bằng bằng cái đĩa này? Cái đĩa này nó chậm rãi này. Nó tách bạch ra thì mình nghe nó có răn, nó có e à hay không rõ thì rất rõ. Nó lòi ra ngay. Chứ còn nếu mà tôi thử một cái nhạc nó ồn, nó nhiều cái nhạc cụ đá nhau thì rất khó phân biệt. Nên ví dụ như chỉ cần một cái lời giọng hát nó cất lên nó trong vắt thì là tiếng nó là chuẩn. Đấy. Đấy. Thế và tôi nói thêm nữa là như này nhé. Cái chuyện mà hôm trước tôi còn mua một cái cặp củ mà đo ôm hai bên cân nhau, nhưng một về một bên ấy, cái diaphragm này nó còn không nằm ở dưới cái khe từ này cơ, nó còn nhảy lên trên cái mặt từ này cơ. Thế thì mình mua về mua 9 bán 10, tôi mua về tôi ra cho khách, à đo ôm 7 ôm là cũng bằng 7 ôm, bên kia cũng 7 ôm này, nhưng một bên nó nghe 10, một bên nghe chỉ 3, vì nó đội lên cái cốt này, cái cốt của khe từ này thì nó còn gì còn được dao động. Đo ôm thì đương nhiên vẫn sống và cân nhau. Thế nhưng mà phải thử. Đấy, thử nghe thì một bên kêu được 10, một bên kêu được 2, 3. Đấy, thế nên ra là mua 9 bán 10 thì dễ, nhưng mà để mà khôi phục lại làm chi tiết được một cặp loa nó hay, ưng ý, tiếng nó ngọt ngào mà đánh giá, tôi đánh giá theo cái thang đo của tôi là được trở về lại đúng trạng thái như lúc mới. Thực sự là mình bán mình rất tự tin. Thế các bạn ạ. Nên ra là tiền nào của đó, các bạn nên nhớ là tiền nào của đó. Cái công tôi làm một cặp củ này, người ta thuê tôi đã 2 triệu tiền tiền tôi bảo dưỡng mà không được dùng. Tôi rảnh lúc nào tôi làm, bây giờ dục tôi làm cuống tôi va cái diaphragm này bẹp một cái 2 triệu cái bộ diaphragm này. Nên không được dục. Khách làm là người ta không được thả, đã thả tôi 2 3 ngày, 5 ngày xong tôi gọi tôi trả. Chứ tôi bây giờ bảo cứ làm cho sáng chiều lấy, chẳng may tôi va cái tôi vít với nó bẹp với thì ai chịu trách nhiệm cái đó. Đó, đấy đấy là cái nhân văn của cái người thợ. Chứ bây giờ bảo tội đâu khách chịu hết. Thế bây giờ tôi làm nhanh tôi làm xong mà cứ va cái hỏng. Ôi anh thông cảm là em làm hỏng cái diaphragm của anh. Cái giá trị nhất, cái linh hồn của cái cặp củ nó là hay là cái diaphragm này. Thế hỏng làm bẹp cái diaphragm này, ăn cái túi ít vào đây. Thì anh ơi anh thông cảm cho em bị làm bẹp cái diaphragm thì còn ra cái gì nữa. Nên ra thành ra là làm như này, làm bảo dưỡng cặp củ là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đấy, mà không phải là đơn giản là mua 9 bán 10 thì dễ quá. Đây là tôi đam mê.
Tôi yêu nghề thì tôi mới mày mò, tôi mới căn chỉnh lại cho nó ngon lành được như lúc mới. Chứ còn thực sự sau này ấy, có lúc ngại, cũng chẳng muốn làm đâu. Thế hàng vừa rồi về các bạn thấy không? Về hơn chục ngày rồi, bây giờ tôi mới làm được ba cặp củ lên. Nó rất nhiều thứ đi theo để mà ngồi mà làm, nó rất chi là nhiều thứ đi theo để mà ngồi mà yên tĩnh mà làm được, rất khó khăn. Thế thôi, đấy là cái chuyện kinh doanh thì nó cũng muôn màu. Thế hôm nay bài hôm nay đã đến 31, hơn 30 phút rồi. Thì các bạn cố gắng xem và nghe tôi chia sẻ để lấy kinh nghiệm. Mình chơi audio để làm sao mình thu hái được cái thành quả mà nó cao nhất trong khả năng tầm tiền mình bỏ ra. Đó. Và mua phải là mua đồ đúng tiền, chứ đừng có mà mua đồ, ví dụ như mua đồ không đúng với giá tiền. Ví dụ như là 15 triệu cặp củ chẳng hạn đấy, nhưng mà lại bị Dia Farm nó là Diam lô đấy, hoặc là 15 triệu về để đi bảo dưỡng mất mấy triệu nữa thì thành đắt. Đấy, thế các bạn cần cân nhắc lại mua ở đâu và ở chỗ nào đó mà người ta có sự đảm bảo các bạn nhé. Còn tôi bán đây, đồ này của tôi là đồ zin, tôi bảo là zin, đồ không zin tôi bán giá không zin. Còn zin thì tôi bán theo giá zin và tôi có nhập lại. Đó, cứ trừ đi 15-2% là tôi nhập lại hàng này nhé các bạn nhé. Đấy, và chốt cuối cùng, loanh quanh chốt cuối cùng là giá, đúng không? Giá cặp củ là bao tiền? Đấy, giá cái cặp củ 802 trừ 8G có tem này thì là tôi bán là 18.500.000. Còn cái không có tem này thì là 18 triệu. Đó. Còn cái cặp 802 trừ 16G này thì đắt như 802D đấy, nhưng mà giá tôi bán là có 22 triệu thôi. Đấy, các bạn cứ cân nhắc và tham khảo. Đấy. Và bạn nào mà có nhãi gì thì cứ điện thoại tôi, theo số điện thoại tôi để ở dưới. Và tôi cũng có cái đường link của Facebook này, của số điện thoại Zalo này, là để tôi cài cái số điện thoại Zalo trước tôi quên không cài. Và cái đường link của cái shop phố mua bán nhé các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo ở trên đó để đồ tôi ở trên đó. Ok, xin chào các bạn. Các bạn đã xem đến phút thứ ngoài 30 thì chắc cũng đã hiểu đến một phần nào nỗi khó khăn, rồi là cái kinh nghiệm chơi nữa, rồi là vân vân. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn yêu mến kênh của tôi thì các bạn đăng ký kênh nhé, để nếu như tôi có bài mới lên thì các bạn xem được kịp thời. Bài hôm nay là hơi dài. Đấy, hơi dài vì là phải nói nhiều. Đấy, có vấn đề chuyên sâu về cặp củ, về kèn, củ loa và diaphragm. Ok, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.